mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nãy giờ mình mới loay hoay chuẩn bị mấy cái keo nuôi cá betta ấy các bạn. Và mình sẽ chuẩn bị khui cái hộp cá betta ra cho các bạn xem nha. Mình mới xin được mấy con cá betta mới nè. Hồi lúc trước thì mình cũng có nuôi cá betta nhiều lắm, nhưng mà đi học quân sự xong đi về cái mấy con cá betta nó ngẫm hết trơn, không còn con nào hết trơn. Bởi vậy mình mới xin ông anh nè các bạn. Cái ông anh mà làm web bán cá betta gì betta market gì á, mình sẽ để cái link web đó ở dưới phần mô tả cho các bạn xem nha. Ai mà muốn mua cá betta thì lên cái web đó ủng hộ ông anh mình. Lần này thì ông gửi cho mình hơi bị nhiều cá luôn các bạn, 6 con cá betta trống với lại là một bầy cá betta dạ hoàng gì á. Cá betta dạ hoàng cá mới á, các bạn biết loại cá đó không ta? Để hôm nay thì mình sẽ khui con cá đó ra rồi mình sẽ review cho các bạn xem luôn nha. Mấy con cá betta dạ hoàng nhìn thích lắm. Thì ở đây là mấy cái keo mà nuôi cá betta mà mình mới chuẩn bị xong rồi các bạn. Ở đây là 6 cái keo, là 6 con cá betta đó. Với lại là một cái tăng này. Một cái tăng này thì mình sẽ nuôi một bầy cá betta dạ quang ha. Mấy cái con cá betta mà nó có màu xanh dạ quang như thế này nè các bạn. Nó giống như là mấy cái con sọc ngựa dạ quang của mình vậy đó. Êm lắm. Sẵn đây quay bầy sọc ngựa thì mình nói với các bạn luôn là sọc ngựa mình bán gần hết rồi nha. Còn có nhiêu đây cỡ mười mấy 20 con gì đó. Ai cần thì nhắn cho mình. Để mình bán hết bầy này rồi mình sẽ nhập về bầy mới mình bán tiếp. Và không đợi các bạn chờ lâu nữa, bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp cá betta ra cho các bạn xem nha. Đây là mấy cái con cá betta mà mình mới được tặng này các bạn. Đây là 6 con cá betta trưởng thành. Để bây giờ thì mình sẽ quay từng con cho các bạn xem trước nha. Đây là một cái con cá betta màu vàng. Con này thì kêu tên gì chạy? Yellow Fancy hả? Hay là Marble ta? Thấy nó giống Marble mà nó có màu vàng. Thôi không biết tên gì luôn rồi. Nhưng mà đẹp đúng không? Quá là đẹp luôn á. Hiện tại thì mình mới bỏ nó lên hồ sơ cho các bạn xem rõ hơn rồi nè. Đó, một cái màu vàng khá là đẹp luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái vợt trong suốt này. Mình thả nó vô keo nuôi hết các bạn. Đây, cho nó vô keo nuôi nè. Đó, dưỡng nó trong đây vài hôm đi. Còn đây là ba cái con Marble Dog các bạn, có hai con trống với lại một con mái. Con này là con mái nè, còn lại là hai cái con trống đó. Cá hiện tại thì rất là sung luôn các bạn, bỏ trong bọc mà các bạn có thể xem nó kè nè, cả băng băng luôn á, đỉnh thiệt. Bây giờ thì để mình thả từng con lên hồ sơ cho các bạn xem, chứ tại cái quy tắc của YouTube nó hơi khó khăn trong cái việc mà mấy con cá betta này các bạn, nếu mà bỏ lên chung hồ sơ nó đá nhau là bị vi phạm á, nên là mình sẽ bỏ lên hồ sơ từng con để cho các bạn xem rõ cái vẻ đẹp của nó hơn là ở trong cái bọc như thế này. Ở trong cái bọc như thế này thì nhìn nó cứ mờ mờ đúng không? Bây giờ thì bỏ lên hồ sơ cho các bạn xem nè. Còn đây là một cái cặp cá cuối cùng nè các bạn. Cái này hình như tên là Nemo Galaxy đúng không? Bây giờ thì mình sẽ bỏ lên hồ sơ cho các bạn xem rõ hơn nè. Đây, các bạn có thể nhìn rõ hơn rồi nè. Các bạn xem coi phải cái tên gọi của nó là Nemo Galaxy không? Hay là cái nó tên giống gì nữa ta? Mình thấy cái màu nó cũng hơi là lạ. Màu cam. Hình như là nó đang bị nhạt màu trong cái lúc mà vận chuyển xa quá các bạn. Để một tí nữa mình tháo ra cái mình nuôi khoảng vài tiếng coi nó có đậm màu lại không. Nếu mà có chuyển biến gì khác lạ thì mình sẽ quay lên cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì để mình thả nó ra được rồi. Mấy cái keo nuôi cá betta của mình á, thì mình có chế biến lần tí các bạn. Là mình quấn băng keo vàng xung quanh như thế này nè, để cho nó ít ánh sáng. Còn cá betta thì nó hít sống ở trong cái môi trường tối hơn á, nên là quấn như thế này á, thì nó sẽ sống khỏe, sống tốt hơn. Chứ mấy lần trước thì mình nuôi cái keo kiến như thế này, nó sáng hới à. Mà mình còn nuôi nó ở ngoài nắng nữa, nên là nó đâu có phát triển tốt đâu, phải nó ngẫm hết trơn à. Với lại là mình quấn băng keo rồi cái mình có chế biến thêm một tí nữa là mình đục một cái lỗ như thế này nè các bạn, để cho hai cái keo này nó có thể gặp nhau. Đó. Mình để hai cái keo gặp nhau như thế này nè, nó sẽ có một cái khoảng trống gì đó thì hai con cá nó có thể gặp nhau rồi nó kè với nhau các bạn. Như thế thì nó sẽ sung hơn. Mình mới xem được cách này ở trên YouTube á, mình thấy cũng hay hay nên là mình học hỏi theo luôn. Mấy cái con cá betta để trong cái keo như thế này á thì nó sẽ không có kè nhau tối ngày.
nhưng mà nó sẽ bơi vòng vòng cái keo này nè. Khi nào mà nó bơi lại cái chỗ trống này nè, cái nó sẽ gặp con kia, nó gặp con kia và nó kè. Rồi trong lúc nó kè nó sẽ bơi ra cái chỗ khác, nó bơi ra cái chỗ khác cái nó không gặp con cá kia đâu, cái nó không kè nữa. Thì nó cứ vòng vòng vậy hoài đó. Thì nó sẽ làm cho cái con cá của mình sung hơn. Cái phần mấy con cá mà nuôi riêng á thì mình bỏ qua một bên đi ha. Bây giờ sẽ tới nhân vật chính của clip hôm nay, là mấy cái con cá betta dạ quang các bạn. Cá betta mà màu dạ quang, nhìn xem có đã không? Cho các bạn xem màu của nó so sánh với mấy cái con cá sọc ngựa của mình nè. Nó gần tương tự màu của nhau luôn các bạn. Nhưng mà hình như là mấy con cá sọc ngựa này thì màu đậm hơn. Còn mấy con cá betta này nó cũng màu dạ quang nhưng mà nó hơi nhạt một tí. Ở đây thì 2, 4, 6, 6 con cá betta dạ quang. Nhưng mà được có 2 con lên màu dạ quang à. Mấy con kia thì hình như là nó đang lột các bạn. Nó lột xong rồi thì nó cũng sẽ thành màu dạ quang giống như là mấy cái con cá kia luôn. Bây giờ thì mình sẽ thả mấy cái con này lên hồ sơ cho các bạn xem rõ hơn nha. Chứ để trong cái bọc này thì không nhìn thấy gì hết trơn á quên. Đây là mấy cái con cá betta mà dạ quang nè các bạn. Cá betta mà nó có màu dạ quang. Đó giờ mới gặp lần đầu luôn á. Tại cái giống này nó cũng là một cái giống mới á. Này bên Thái qua hay sao á. Mới có mấy tháng nay nên là cái giá nó cũng hơi cao á. Mình xem trên mạng mình thấy một cặp tới 350, 400 lận. Nhưng mà mấy cái con này thì nó còn nhỏ nên là ông anh ông cho mình á. Nó cũng chưa có lên màu dạ quang hết nữa. Nó mới xương xương à. Mấy cái con mà nó đang xì lì á thì ở bên trong nó cũng có màu dạ quang kìa các bạn. Các bạn có thể thấy nó ánh ánh xanh xanh á. Nhưng mà nó chưa có gõ. Để mình nuôi khoảng 2 tuần hay là 1 tháng gì nữa là nó thành màu dạ quang hết luôn á. Để xem coi là mình có nuôi nó lên màu dạ quang được không nha. Hay là nó đang xì lì như vậy luôn. Bây giờ thì mình sẽ thả mấy con cá này ra ha. Thả nó vô cái tăng này nuôi nè. Nuôi trong cái hồ rộng rộng như thế này thì nó mới phát triển nhanh được. Mấy con cá này thì chắc có lẽ là mình sẽ mua trùng chỉ cho nó ăn, chứ không có cho nó ăn cám rồi. Cho nó ăn cám thì chắc có lẽ là nó sẽ lớn chậm lắm. Bởi cho nó ăn trùng chỉ cho nó lớn nhanh nhanh tí. Tạm thời thì mấy con cá betta mình sẽ nuôi như thế này ha các bạn. Bên đây là mấy cái con cá betta nuôi keo riêng. Để chừng nữa mình sẽ ép mấy cái con này. Còn bên đây là mình sẽ nuôi từ từ cho nó lớn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra làm mấy cái hồ cá thùng xốp các bạn ơi. Lấy cái thùng xốp mình cắt ra rồi cái mình ghép đôi lại. Mình lót bạc mình nuôi cá. Chuẩn bị làm cỡ 2-3 cái thùng như vậy đi. Nuôi cho nó nhiều nhiều cá một tí. Đây là mấy cái thùng mướp mà mình mới vừa ghép lại nè các bạn. Nãy giờ ngồi ghép cũng cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong cái thùng nè. Nguyên một cái thùng chà bá luôn. Cái thùng này chắc nuôi cỡ 200-300 con cá bảy màu gì đó. Nhưng mà mới làm như thế này chưa xong đâu. Mình còn phải lót bạc lên nữa kìa. Ở đây thì mình còn mấy cái thùng mướp mình chưa có cắt ra nữa nè. Để một tí nữa mình cắt ra cái mình ghép lại giống như là cái thùng này ha. Để cho nó bự bự mình sẽ nuôi được nhiều cá bảy màu hơn á. Để bây giờ thì mình sẽ cắt mấy cái thùng mướp này ra cái mình làm xong trong hôm nay ha các bạn. Trong hôm nay thì phải làm xong cho nó có 2 cái hồ giống như thế này. Bây giờ thì cũng tối tối chiều chiều nè các bạn. Các bạn có thể thấy nắng nó chiếu xuyên qua bên kia á. Để mình làm nhanh nhanh ghiết ghiết để đăng clip tối nay cho các bạn xem nữa. Hiện tại thì đã là sáng của bữa hôm sau nè các bạn. Công nhận là mấy cái thùng xốp mà lót bạc này làm lâu thiệt chứ. Mình làm hồi nửa ngày hôm qua với lại nửa ngày hôm nay mới xong á. Ý là có 2 hồ mà nó lâu vậy á. Chừng nữa mình còn định làm nguyên một dọc này nè. Cỡ thêm 3 hồ nữa. Nhưng mà để từ từ các bạn ơi. 2 hồ này còn chưa có cá nuôi nữa mà. Hiện tại thì mình đã bơm nước vô đây rồi. Mình đang ngâm. Để nước ở trong cái hồ này. Khi nào nước nó ổn định rồi thì mình sẽ nhập cá về mình nuôi ha.
vừa nuôi vừa bán vừa gửi cho các bạn. Mình mới hỏi một bạn này, nó chuẩn bị đưa mình cỡ 200 con 7 màu Dumbo Gatel á, để khi nào nước ổn định đi rồi mình sẽ hú nó, kêu nó đem qua cho mình. Ở trên cái hồ này á, thì mình có để cái tấm mướp nè. Cái tấm mướp này thì các bạn biết để làm gì không? Để cho nó không nắng các bạn. Các bạn có thể thấy là giữa trưa thì nắng nó chiếu trực tiếp xuống hồ nè. Nếu mà để cỡ nửa tiếng hoặc 1 tiếng gì đó thì nước nó nóng lắm. Nếu mà nuôi cá thì cá chịu không nổi đâu. Bởi vậy mình mới lấy cái tấm mướp mình bỏ ở đây nè, để cho nó giảm cái nhiệt độ của nước trong cái hồ mình xuống một tí thì cá của mình nó sẽ khỏe hơn. Hai cái tấm mướp này thì che nắng không đủ đâu. Khi nào mà có cá về á, mình nuôi cá trong đây gọi thì mình sẽ che thêm nữa. Còn bây giờ thì để đây đi. Cỡ 3-4 ngày sau thì nước nó ổn định, mình sẽ quay cá tiếp cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình có 3 cặp cá sọc ngựa nè các bạn. Mình mới bỏ vô bọc á, chuẩn bị ship cho các bạn kia nữa. Như vậy là cái hồ sọc ngựa của mình còn có mấy con ha, cỡ hơn 10 con một tí. Hồi lúc nãy mình bơm nước lên cái hồ kia, sẵn đó thì mình có chọt cái vòi qua bên đây một tí, nên là nước trong đây nó cũng đục luôn rồi. Sọc ngựa thì còn có bao nhiêu đây thôi các bạn, cỡ 9 con à, còn có 9 con à. Chắc hiện tại thì không có đủ bán cho các bạn đâu, nữa để mình về thêm. Còn các bạn này, bạn mua cá sọc ngựa của mình nhưng mà bạn xin mình thêm mấy cặp Plutagan nữa. Để bây giờ thì mình sẽ đi ra cái hồ bạc ngoài sau, mình bắt mấy cái con Plutagan mình gửi cho các bạn đó luôn nha. Tại mấy sọc ngựa của mình còn ít nên là mình định xả cho nó đi hết luôn á. Bởi vậy ai bắt cá sọc ngựa của mình á thì mình không có tiếc tặng mấy con cá bảy màu đâu. Tại cá bảy màu của mình cũng khá là nhiều ngoài sau á. Để bây giờ thì mình sẽ cầm cái vợt này. Trời ơi con cá la hén, xém cắn tay tao mày. Bây giờ thì mình sẽ cầm cái vợt này với lại là cái tăng này đi ra ngoài sau bắt dài con cá luôn tật găng cho các bạn đó ha. Ở đây thì các bạn có thể thấy cá nhóc trơn luôn nè các bạn. Từ cái lúc mà đi học quân sự về tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà mình ra ngoài đây mình ngắm cá lại á. Công nhận lâu lâu ra nhìn lại thì cá nhiều thiệt. Cái hồ này nhiều cá lắm rồi. Chắc để khi nào mình nghỉ mình ở nhà mình rảnh á thì mình sẽ ra ngoài đây bắt hết cá trong đây vô nhà nuôi lại ha các bạn. Nuôi lại dưỡng lại, chứ để thấy nuôi ngoài đây nó cũng nhỏ quá, nó không có lớn gì trơn á. Bây giờ thì để mình bắt mấy cặp đưa cho bạn đó nè. Cái bạn đó xin mình 3 cặp, thôi mình gửi cho bạn đó 4 cặp cho nó chẳng luôn ha. Đây, cá này thì mình không tiếc đâu các bạn. Ai muốn mua cá này của mình á thì cũng mua được nha. Mấy con cá nhỏ nhỏ không à, mình sẽ bán 5.000 một con. Nếu đơn trên 100.000 thì mình sẽ ship cho các bạn. Chứ ít quá thì mình không có ship được đâu nha. Ít quá làm biến đi ship lắm các bạn. Nên là các bạn mua cá mà ít ít cũng thông cảm giúp mình, là tại vì mình ship không có được á. 4 con này, còn 4 con nữa. Cá nhiều công nhận là dễ bắt thiệt các bạn. Vừa bỏ cái vợt xuống là dính nè, vừa bỏ vợt xuống là dính nè. Ok, đây là 8 con cá Plutagan mình mới vừa bắt trong cái hồ bạc này. Bây giờ thì mình sẽ vô bọc gửi cho bạn đó ha. Đây là 2 cái bịch cá 7 màu Plutagan mà mình mới vô bọc nè các bạn. Vô bọc gửi tặng các bạn mua cá của mình nè. Đây bây giờ thì mình sẽ bỏ nó vô hộp ha. Rồi chuẩn bị gửi đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ đóng cái hộp này lại rồi đi gửi thôi ha. Cái hộp này là ông anh ông gửi mấy con cá beta dạ quang cho mình á. Mình tận dụng lại mình gửi cá cho các bạn luôn. Chứ mình làm biến làm cái hộp mới quá à. Bây giờ thì mình sẽ đi ship cá. Tiện đường thì mình sẽ ghé ngang cái tiệm cá cảnh, mua thêm một ít trùng chỉ với lại dế rồi cái máy lọc về chạy cho cái hồ cá mới của mình nữa các bạn. Với lại là sẵn ghé ngang quay clip cho các bạn xem luôn. Hôm trước mình đăng clip thì thấy có một bạn bình luận nói là cái tiệm cá cảnh gần nhà mình có nhập về mấy cái con cá sấu quả tiễn với lại là mấy cái con cá săn mồi mới các bạn. Để hôm nay mình đi thì mình sẽ quay clip lại cho các bạn xem luôn nha.